Nhân tiện có xây dựng cái web mới, còn mình cũng giới thiệu cái web đấy và cũng mở cái buổi nói chuyện lại, tức là cũng bị gián đoạn khoảng 2 tháng rồi, không có cái buổi nói chuyện như thường lệ. Thì nếu mà các bạn chưa biết thì mình xin giới thiệu là bọn mình khoảng 2 tuần lại có một cái buổi nói chuyện. Buổi nói chuyện ở đây nó không nhất thiết nó không có phải là cái buổi giảng dạy hay là gì đó, mà nó giống như là anh em ngồi cà phê cà pháo nói chuyện với nhau á. Ví dụ như có một cái chủ đề gì bức xúc chẳng hạn thì lại mở một cái buổi nói chuyện. Ví dụ như bọn mình đã từng nói chuyện về cái chủ đề chán chụp, tức là mấy ông già già đầu này nọ chụp thời gian đầu thấy chán, nói chuyện về vấn đề chán chụp. Đấy. Rồi ví dụ như các bạn ở đây nếu mà chụp ảnh theo một cái bộ ảnh, một cái dự án ảnh thì các bạn có thể lên xem lại những cái hai cái buổi mà edit ảnh của bọn mình tổ chức. Tức là mọi người ở cái buổi đó đó sẽ in ra những cái ảnh bộ mà mình chụp theo cái dự án đó, xong rồi bày ra các bạn bạn bè tham dự chung, và có một cái người thầy sẽ nhận xét xem là ảnh dư ảnh thiếu làm sao, rồi chọn lọc lại để sắp xếp theo một cái thứ tự nó phù hợp, hoặc là những cái việc mà phát triển thêm những cái dự án đó, chụp những cái gì thêm, hoặc là tiếp cận như ra làm sao đó thì có thể là xem lại những cái đó. Thì sắp tới bọn mình cũng sẽ tổ chức những cái session như thế, những cái buổi như thế, những cái buổi khác như thế. Nếu các bạn nào mà có một cái bộ ảnh thì cứ chuẩn bị sẵn, rồi bọn mình sẽ hỗ trợ để edit những cái bộ ảnh đó. Bữa nay thì cái buổi mình có cái buổi nói chuyện về có cái chủ đề là mỗi ngày một ảnh. Thực ra đây nó chỉ là cái khái niệm gọi là khuyến khích mọi người năng chụp ảnh. Còn nhiều người ví dụ như chụp thời gian sau, mình cá nhân bạn bè mình không phải chỉ có ở Sài Gòn đâu mà cả khu vực Hà Nội cũng như là miền Trung chẳng hạn, có nhiều bạn chụp rất tốt nhưng mà chụp thời gian sau thì lại không chụp nữa. Có thể là chụp đường phố, có thể là chụp tư liệu rất là tốt mà không chụp nữa, hoặc là bỏ bẵng đi một thời gian. Thì mình mở cái buổi talk này mong muốn tức là nói lên cái phong trào chụp ảnh đường phố và tư liệu, muốn mọi người tham gia nó có chút xíu nữa sẽ có một số người chia sẻ về cái quan niệm về chụp ảnh tư liệu, chụp ảnh đường phố. Có thể một số người xem nó là một cái thú vui thôi, nhưng mà cũng có thể có những người đặt nó lên một cái mức cao hơn, đó là mức chuyên nghiệp, tạo ra những cái dự án ảnh mà nó dài hơi, có thể lại dẫn đến cái chuyện là in sách ảnh sau này. Thì một chút xíu nữa sẽ có những cái trao đổi về cái vấn đề đó, mong mọi người mạnh dạn trao đổi về cái đoạn đấy. Bây giờ thì mình giới thiệu sơ qua, tức là trước mắt là giới thiệu sơ qua một cái buổi chụp ảnh của bọn mình, chụp khoảng nửa tiếng một tiếng á, nó diễn ra như thế nào. Thank you. Đồ này đẹp hơn mấy đồ kia nha. Lần đầu, tính lần, đầu, em à. Lần đầu anh thấy có cái nhóm mặc đồ này á.
Đối cứu. Ok, ok, có gì có ảnh anh gửi cho bọn em. Cuối tuần thì hè đúng không? Thứ bảy chủ nhật là đông hơn nữa. Thứ bảy chủ nhật phải gấp 3 lần này. Không như cảm giác mình đi du lịch nhá. Vâng. Sướng. Ok. Đeo về. Đeo về á? Chở xe để đây à. Xe à? Tại sao đi bộ ra đây nhỉ? Còn xe không vô. Còn xe. À thế cứ vứt đây không à? Vứt đây không á? Có nhiều cái thời điểm mình cũng cầm máy được khoảng 5-6 năm rồi, có nhiều thời điểm mình có cứ nghĩ là cứ chụp như thế mãi rồi này nọ có cảm giác chán. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó có gì nó nhàm chán. Nhưng mà thực ra nhất là những cái thời điểm mà những cái công việc đồ này nó không thuận lợi á, đôi khi cũng stress lắm. Mình nghĩ đôi khi gặp người ta rồi nhiều khi đi chụp dạo vậy, đôi khi có người này người nọ người chửi bọn này bọn giống như báo đời ấy. Hoặc là có nhiều anh em chụp ảnh ra tiền, chẳng hạn ví dụ chụp làm commercial, nghĩ là giờ này ai đi chụp ba này nữa mà ông rảnh quá đó, thì cũng có suy nghĩ nhiều cũng ấy. Nhưng mà mỗi lần mình ra phố hoặc là dạo gần đây thì mình ít chụp đường phố hơn, mình chụp tư liệu thì mỗi khi cầm cái máy thấy đi dạo vòng vòng thấy có gì hay lại giơ máy lên bấm không thể ngầm ngừng được. Và khi đó những khoảng khắc, những thời điểm đó mình sống hết mình với nó cảm giác nó gọi như quên hết mọi sự khác và cứ thế mà bấm máy thì mình nghĩ rằng đấy mình vẫn còn một cái đam mê với cái chuyện chụp ảnh đường phố và tư liệu. Thì hôm nay nhân tiện có cái buổi tức là launching cái web mới thì muốn nói về cái niềm yêu thích đó. Đây thì cái bài nói chuyện của mình ngày hôm nay nó giới thiệu lại những cái kinh nghiệm, nó cái phần đầu giới thiệu những cái kinh nghiệm của mình trong cái việc chụp đường phố lúc trước và chụp tư liệu thời điểm này. Một số những cái kinh nghiệm mình, thứ nhất là có thể nói đến là cái chuyện mà lọ mọ đi chụp. Có thể bạn tìm những cái nơi nào mà bạn chưa đến thì bạn hứng thú với chuyện đấy. Dĩ nhiên là không phải là bạn nhất thiết phải đi những cái photo tour ở những cái nơi xa xôi, những cái tỉnh thành khác, mà bạn có thể là sục sạo ở những bạn ngay thành phố Hồ Chí Minh thôi, ngay Sài Gòn thôi. Rất nhiều cái có thể chụp. Thì mình là người gọi là cũng lọ mọ đi nhiều nơi, có thể là đi một mình, có thể đi với mấy bạn ở đây. Thí dụ như đây ngay bên Thủ Thiêm thôi, thì đôi khi là để chụp cái ông Tời, nhân vật này tên là Tời, là có khoảng 30 mấy con trâu và mấy con bò ở bên này. Ông cũng là dạng tỷ phú đấy, tính nó tính tiền ra là cũng là tỷ phú đấy, nhưng mà rất thích ăn, tức là rất happy với cái cuộc sống chân châu đó bên đó. Mặc dù là ở cũng nhà rất là tạm bợ thôi, nhưng mà ấy thì mình có hôm ấy thì ông rủ vào cái những cái đầm châu ở đây nó không phải là châu ở trên đường mà ngoài có thể nhìn thấy nó sau cái rặng cây này. Thì những cái con trâu nó nằm trên những cái đảo, nó tức là nó chỉ ăn cỏ ở khu vực đấy thôi. Thì đôi khi nó bị rớt xuống những cái bãi sình này thì ông phải kéo nó lên. Thì hôm đó ông ấy rủ mình vô kéo trâu lên. Dạng vậy thì mình đi đôi khi chụp đi vào trong nó sâu tới cổ á. Nhưng mà hôm ấy nếu mà đi một mình thì không dám đi, nhưng mà có ông đi trước mình đi sau này nọ, hai anh em cứ đi chụp. Rồi mình thì cũng không phải là phóng viên ảnh gì cả, chỉ là một cái người gọi là chụp ảnh đời sống bình thường thôi.
Nhưng mà nếu mà khi mà các bạn cố gắng muốn một cái mong muốn gì đó thì bạn có thể tìm những contact, những cái thông tin để có thể chui vào những cái nơi mà khó có thể mà tiếp cận được. Ví dụ như mình đã xin được xuống cái hầm metro á, khoảng mấy chục mét, tại vì mình có mong muốn chụp một cái bộ ảnh của công nhân metro, tức là từ trên mặt đất, từ cái buổi ăn sáng của họ trước khi vào ca cho đến cái giai đoạn mà họ làm việc ở dưới hầm như thế nào đó, thì mình tìm một cái quan hệ, cố gắng tìm một cái quan hệ và chui xuống hầm. Đấy, mình không phải phóng viên ảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái thẻ nào cả, nhưng mà vẫn có thể là lò mọ chui vào những nơi đấy. Thì nếu mà các bạn mà mong muốn làm một cái gì đó thì cái chuyện mà tiếp cận nó là cái mình nghĩ là cái mà quan trọng nhất để thực hiện một cái bộ ảnh dài hơi, một cái bộ ảnh tư liệu. Đấy mà mình nói đầu tiên là cái phải chịu khó lọ mọ, chịu khó sục sạo những cái nơi mà mình chưa đến, hoặc là tiếp cận những cái nhân vật như vậy. Thế đến là cái việc mà làm quen. Có nhiều người thì mới chụp chẳng hạn, thì có thể là cầm cái tele xong rồi giấu giếm chẳng hạn. Ví dụ như đi vào những nơi mà ví dụ như hơi nguy hiểm chút xíu ấy, thì có thể là hơi sợ giấu cái máy đi. À, với cá nhân mình thì kinh nghiệm của mình là mình cứ treo máy ở cổ, xong rồi đi hỏi mình nói tôi đi chụp ảnh thôi đó, thì nói rõ mục đích của mình, rõ ràng là mình đi chụp ảnh thì mình nói đi chụp ảnh thế thôi. Và kinh nghiệm của mình ấy, thì việc mà ví dụ như một người lạ thấy một cái người lạ nào vào cái khu của mình chẳng hạn, biết rằng là thằng này nó đi chụp ảnh thì nó đỡ nguy hiểm hơn là cái chuyện là không biết nó làm gì, không biết thằng này nó vào đây làm gì đó. Nên mình cứ nói, đeo cái máy ảnh trên cổ và nói rõ là tôi đi chụp ảnh. Còn nếu mà họ không cho chụp ảnh thì thôi, đi ra kiếm chỗ khác chụp đấy. Nhưng mà cái việc mà đeo máy ảnh là trên cổ chẳng hạn, giới thiệu việc mà cái việc chính xác của mình làm là việc chụp ảnh, thì nó sẽ cái việc làm quen nó dễ dàng hơn. Nên đây là một cái nhân vật ở ngay chỗ cũng khu Thủ Thiêm đó, mình chụp đấy. Đấy, đây là bé này. Nó nhân vật đã chụp hôm nó bị chiều cường thôi, nó là một cái trận chiều cường đây khoảng năm mấy. Kế đến là mình có thể, thí dụ như mình có thể chụp những cái ảnh đơn hàng ngày, mình có thể đi đây đi đó, mình chụp những cái ảnh đơn, mình thấy cái gì đó thú vị mình chụp. Nhưng mà trong tư duy của mình thì bao giờ cũng suy nghĩ là có những cái vấn đề gì đó mình có thể gom lại và chụp theo một cái chủ đề chuyên biệt. Chẳng hạn như mình có một số những cái chủ đề hiện tại, ví dụ như chụp những cái người cầm thiết bị mobile, người Việt và thiết bị mobile. Đấy là một cái đề tài nhỏ nhỏ của mình, thì mình đi bất kỳ đâu mình cũng thấy những cái đó mình chụp lại. Dĩ nhiên là thí dụ như đi những cái sự kiện khác chẳng hạn thì mình cũng chụp đủ những sự kiện, nhưng mà trong tư duy của bạn có những cái chủ đề đó thì bạn sẽ chọn lọc những cái frame hình nó có cái đó và mình thu thập lại. Thí dụ đây cái thí dụ như người Việt và thiết bị mobile chẳng hạn, thì đấy mình có một số ảnh nó theo đúng cái chủ đề đó, thì có thể là gom lại thì chắc chắn nó sẽ thú vị hơn là những cái ảnh đơn, nó có một cái thông điệp gì đó nó mạnh hơn là những cái ảnh đơn. Đây. Thì dĩ nhiên là nó cái việc của mình chụp thì nó có thể sử dụng cho nó có thông tin báo chí ở đấy, và đôi khi chụp chụp báo chí nhưng mà nó có like, có chất đường phố chút xíu á, thì nó có thể nó sẽ thú vị hơn là chỉ có tính thông tin không. Đấy, thí dụ như ở đây, thí dụ như nó có tính chất đường phố, nó như đường phố, nó không chỉ là ba, nếu mà các bạn chụp chỉ có một cái hai cái bố mẹ này đang nghe điện thoại thì nó là chỉ là tính thông tin về báo chí thôi. Nhưng mà nếu mà canh cái background mà nó thêm chút xíu nữa thì cái áp dụng cái chuyện mà đường phố vào thì cái bức ảnh nó sẽ thú vị hơn. Đây là cái thời điểm mà các cái bắt bắt Pokemon
cách đây khoảng 2 năm gì đó. Tức là đi xe trên đường mà vẫn bắt Pokemon khu vực công viên, tàu đàn. Ngoài ra thì thông thường những cái người mà chụp tư liệu tốt chẳng hạn thì có một cái background về văn hóa, về xã hội nó tốt. Chịu khó đọc sách nhiều, chịu khó xem tin tức nhiều, khá thế, và trải nghiệm cái cuộc sống nó nhiều hơn thì nó sẽ có những cái bức ảnh nó thú vị hơn. Đây một mình chụp một cái nhân vật mà nó định nhảy cầu, bạn trai này định nhảy cầu, mình đứng khoảng nửa tiếng, lúc này nọ cũng muốn nhảy vào can hay không, xong mình lo quá, mình chạy đi tìm mấy người nào trợ giúp nữa, giúp xem nó có nhảy không. Dĩ nhiên là nó phải nhảy thì mình mới xử lý, chứ bây giờ nó đang ngồi vậy mình cũng nhảy vào can thì cũng vô duyên. Thì gặp mấy bạn mà đi vớt rác cũng cầu Thủ Thiêm này nè, xong mấy bạn mới bảo là chúng nó ngồi 2 tiếng rồi đó, mà bọn em cũng sẵn sàng rồi, nếu mà nó có nhảy thì bọn em tiếp cứu. À, thì mình quay lại mình chụp cái tấm ảnh, xong rồi hôm ấy đi đón con mới trễ hết nửa tiếng. Nhưng mà nó có nhiều cái khi chụp ảnh thì nó có nhiều cái tình huống như vậy, đôi khi nó phải có cái kinh nghiệm sống. À, những cái này thí dụ như nhiều người mình thì đặc biệt là thích những cái câu xăm mà kiểu như của mấy ông giang hồ cũ chẳng hạn thì chụp lại. À, ví dụ như có một cái ảnh đó, một số những cái ảnh như vậy, ví dụ như có cái câu gọi là bạn phản là ơn, tình phụ là nghĩa đó, thì đôi khi mấy ông giang hồ thấy kiểu như có cái câu đó, giang hồ trước giải phóng, mình đọc một số những cái tiểu thuyết dạng tự lực văn đoàn hay là ấy, có những cái. Hoặc là gần đây thì có cái vụ mà một số người lao động người lao động của Việt Nam bị chết ở trong cái xe container đó, 39 người đó, thì mình có cái thông tin là một năm mỗi năm có khoảng gần sấp xỉ 100.000 người bỏ quốc tịch Việt Nam đi nước ngoài sống chẳng hạn thế. Và cái chuyện đó mình muốn có gì đó thể hiện cái chuyện đấy, nó có cái sự liên kết giữa hai câu chuyện với nhau đó. Thì cái khu vực lãnh sự quán Mỹ là cái khu vực mà nhiều người xếp hàng đông nhất, hoặc đặc biệt là bên phải thì là xếp hàng để xin visa định cư, bên trái là xếp hàng xin visa du lịch. Thì mình cái góc này là mình chụp lại là phần mà xin visa định cư á, những người sẽ đi luôn á. Rồi một cái kinh nghiệm nữa của mình là nên để cho những cái người khác, những cái bạn ảnh của mình, hoặc là những người có một cái chuyên môn ảnh tốt hơn, hoặc thậm chí như có những cái người mà chụp chung thôi, bạn bè ngồi cà phê cà pháo nhau, nhận xét và edit ảnh hộ mình. Tại vì cái người xem và cái người editor đó họ sẽ không có mặt ở hiện trường. Khi chỉ có mình có mặt ở hiện trường, mình sẽ đặt những cái cảm xúc, có những cái cảm xúc trước và sau vào những cái câu chuyện mà mình chứng kiến ở hiện trường, bởi chi phối bởi cái chuyện mà chọn ảnh của mình. Do đó những cái người mà editor hoặc là những người xem khác, họ không có mặt ở đó, họ sẽ không bị chi phối bởi cái chuyện đó. Và khi nhờ một cái người khác nhận xét thì nó sẽ tốt hơn là cái chuyện mà bản thân mình chọn ảnh. Ví dụ rất là ở đây bọn mình có những cái session về edit ảnh, nếu các bạn mà mong muốn chẳng hạn, mình sẵn sàng tổ chức lại. Ví dụ như hai cái ảnh này nãy có nói chuyện với Khoa xem được chọn ảnh nào chẳng hạn thế. Ví dụ cũng cùng một cái background, cũng cùng một buổi thôi, cũng một buổi chụp thôi. Ví dụ như đây là một mấy cậu bé Campuchia sống ở cái lán trại gần khu Thủ Thiêm đó, thì có hai cái ảnh này nó cái việc theo các bạn thì bạn thích ảnh nào, bạn chọn ảnh nào, nếu mà chọn phải chọn một trong hai, Khoa chọn ảnh nào? Em thích dưới hơn, thích ảnh dưới hơn. Thấy vui vui à, thấy vui vui
Đấy thì mình cá nhân mình cũng đang đắn đo, thí dụ như cái ảnh này thì nó cái tinh thần ảnh nó tốt hơn. Tinh thần ảnh nó cái tinh thần của những cái cậu bé này nó enjoy cái việc gọi là bơi ở những cái này hơn. Thực ra đây chỉ là một cái phần của một cái con đường thôi. Con đường Lương Định Của cũ, nó là phần đường ấy, chứ nó không là gì, nước nó khá cạn thôi chứ nó không có sâu. Nhưng mà các bạn cái mùa nước lên cái lấy mấy cái mút ra đây bơi, mình thích cái tinh thần của cái này hơn. Thế đấy, thế đôi khi bạn bè ngồi hay bọn mình hay có khoảng mười mấy ông, hay không phải chỉ có official đâu mà ngồi cà phê cà pháo xong rồi đưa ảnh ra mọi người nhận xét đó. Thì nếu mà các bạn chụp ảnh đơn cũng thế hoặc là ảnh bộ cũng thế, các bạn nên có một cái người nào mà không tham gia vào cái sự kiện đấy giúp mình chọn ảnh, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ công tâm hơn. Tại vì những người xem cũng sẽ không có mặt ở đấy, không có mặt được. Có một cái nữa tức là sắp xếp hay không sắp xếp. Bọn mình có một cái chủ đề nói về cái vấn đề này, tức là set up trong cái việc chụp ảnh. Thì đây là mình có dẫn ra cái bộ ảnh của Thành chụp về cái đề tài gọi là những cái nông dân mà trồng tiêu ở khu vực Tây Nguyên. Họ cách đây chừng khoảng 5 năm thì rất là giàu có, nhưng mà sau đó cái giá tiêu rồi cái nó nhiều quá, nhiều người trồng quá, cuối cùng là nó bão hòa và cái việc mà người ta mượn tiền người ta để mở rộng sản xuất ra nó bị nó là một cái vấn đề cho họ nợ nần rất là nhiều. Thì ở đây là việc là có nhờ hai người này, có người này ăn mặc thật là đẹp, chụp lại trong cái bối cảnh gọi là họ đang còn giàu có và cái cảnh họ hiện tại của họ. Đây là một cái bộ ảnh setup và mình nghĩ là nó thành công. Tuy nhiên là không phải, nếu mà các bạn quan tâm thì rất là nhiều cái báo lớn chẳng hạn có những cái bộ ảnh setup, miễn sao là cái câu chuyện thể hiện nó đúng sự thật. Đấy, mình quan điểm của bọn mình là không phản đối cái chuyện setup ngay cả ảnh báo chí. Và dĩ nhiên là không set up, nhưng mà cố gắng là thay đổi chính mình, thay đổi cái quan niệm, cái cách thể hiện của mình. Thí dụ như ảnh đường phố, mình có thể thí dụ như với cái kinh nghiệm của mình biết đá bóng, mình chơi đá bóng cũng khoảng hai mươi mấy năm. Thì khi mà chụp hai cậu bé mà đá penalty chẳng hạn, nếu mà chụp ngang như thế này thì nó khá là bình thường. Nhưng mà khi mà mình thay đổi chính mình thay đổi cái góc máy chẳng hạn, mình lấy cái chân, bao giờ mình kinh nghiệm chụp ảnh, bao giờ thủ môn á, khi chụp bắt một quả penalty cũng phải dạng chân ra, chứ không khi nào khép như vậy, dạng chân ra thì nó mới sẵn sàng, nó bay để nó đón bóng thì chắc chắn là sẽ có chuyện dạng chân ra đấy. Thì vẫn phải có cái kinh nghiệm sống, vẫn là kinh nghiệm chơi cái môn đấy thì sẽ chụp những cái ảnh nó sẽ tốt hơn, nhưng mà cũng phải thay đổi cái góc nhìn của mình và cố gắng tập yêu và hiểu được cái hoàn cảnh. Ví dụ như ở Sài Gòn này có một cái đặc sản đó là lụt, chiều cường và mưa, hai cái mà nó trùng nhau thì nó nước dâng cao khá nhiều. Thì có những cái ảnh, rất là nhiều ảnh các bạn ở đây cũng có thể có ảnh rồi, tức là chụp ở ngoài đường những cái cảnh ngã xe đồ này nọ. Nhưng mà như cá nhân mình, thí dụ như ông già bà già mình, cứ khi mà có chiều cường lên là cũng phải thức trắng đêm để tắt nước. Và có nhiều cái gia đình thì họ phải sống ở trong cái nước ngập đó khoảng 3-4 ngày chiều cường. Thì mình nghĩ rằng cái chuyện mà sống ở trong nước ngập nó khổ hơn nhiều cái chuyện là đi qua cái bãi ngập chỉ khoảng 15 phút xong rồi về nhà bình yên. Đó, thì mình có cái tìm hiểu và có một hôm chui vào cái xóm mà bị ngập đấy, chụp cái bộ ảnh là Sài Gòn ngập từ bên trong. Đó, những chụp những cái gia đình mà họ sống trong trên nước khoảng 3-4 ngày, một tháng có 2 lần, mỗi lần có 3-4 ngày ngập như vậy, cứ thế mà sống. Thì nếu mà chụp chui vào nhà chụp thì nó sẽ thể hiện được nhiều thứ hơn. Có một cái nữa là có cái việc tức là những cái nhân vật, những cái cuộc sống của nhân vật nó sẽ quan trọng hơn cái bức ảnh mình chụp.
cách đây độ khoảng một tháng hoặc là 3 tuần gì đấy, mình có chụp hai mẹ con sống dưới gầm cầu. Một số người hỏi mình cái thông tin anh chụp đâu này nọ, mình cũng có nói là thực ra mình chụp ở đấy vì họ sống với một cái tinh thần rất là vui vẻ. Và thí dụ như mỗi ngày đi hái hoa dại về cắm một cái lọ hoa ấy thôi, nhưng mà họ không thích chụp, không thích bị đưa lên báo. Nhưng mà cái việc mà mình chụp xong rồi đưa lên Facebook vậy á, vô hình chung là làm hại họ. Tới thời điểm này thì khi mà mình quay lại, họ không còn sống ở cái khu gầm cầu đó. Mình nghĩ rằng khả năng cao là nguyên nhân là từ mình. Đấy, nên bây giờ cái điều mà, nói chung là nếu mà muốn độc lập lại thì mình sẽ không chụp những cái ảnh đấy, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ. Rất nhiều trường hợp tức là những cái ảnh chụp như thế gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nhân vật. Nếu mà được lặp lại, nếu mà hiểu được, đoán định ra thì mình sẽ không chụp những cái bức ảnh đấy. Kế đến là chụp ảnh đường phố, nó đôi khi một ông đi chụp ảnh đường phố mà tham gia những cái sự kiện á, chụp ảnh sự kiện á, thì cá nhân mình á, mình luôn là cố gắng gọi là chụp những cái bức ảnh mà nó có sự khác biệt đi. Tuy nhiên là khi chụp sự kiện thì cũng phải nộp ảnh cho một cái đơn vị nào đó, thì sẽ cố gắng chụp đầy đủ những cái bức ảnh để thể hiện được những cái tiến trình của cái sự kiện đó. Nhưng mà trong tư duy của một cái ông nhiếp ảnh đường phố chẳng hạn, thì bao giờ cũng cố gắng chụp những cái bức ảnh mà nó có cái sự khác biệt đi, nó có gì đó nó khác. Thực ra mình xem ảnh nhiều chẳng hạn, thế ví dụ như những cái ảnh về, đặc biệt là những cái ảnh về thời sự, bao giờ mình cũng có một cái tư duy đó là có những cái sự kiện mình không tham gia, nhưng mà có tức là tư duy, tức là trong cái sự kiện đó thằng nào là thằng chụp tốt nhất, cái ảnh nào là cái ảnh tốt nhất. Ví dụ như vừa rồi có những cái chuyện mà Trump gặp Kim Jong Un á, mình cố gắng mình chọn những ảnh nào tốt nhất, hoặc là đám tang chủ tịch nước Trần Đại Quang, mình cố gắng mình chọn những cái ảnh nào mà tốt nhất trong cái sự kiện đó. Và anh em báo chí cũng như là ấy không nói chuyện với nhau, nhưng mà bao giờ cũng ngầm định, cũng có một cái chọn lọc về đấy. Nó cái ảnh nào là tốt nhất trong cái sự kiện đó, nó thì trong tư duy của mình bao giờ cũng có những cái tư duy chụp ảnh đấy. Ví dụ như để chụp cái ảnh này, hồi đó mình đi chụp cho Sài Gòn Giải Phóng, chụp cái ảnh này được nhuận ảnh là 50.000, nhưng mà mình phải đi 3 hôm đó, đi thì chọn đúng được cái bảng quảng cáo của Sài Gòn Giải Phóng, cái pano. Thì nhìn cái ảnh, thực ra đây có một cái dãy nhà của chỗ Nguyễn Oanh, có một cái dãy nhà cao không nhìn thấy cái máy bay nó bay tới đâu, nhưng mà có mấy ông mà ông ngồi ở trên cái nóc cà phê trên cao á, mỗi lần mà ông ấy giơ máy lên mình lại giơ máy sẵn lên, mình canh cái bảng này thì cái đấy thì mới chụp được. Nhưng mà cũng phải đi trước 2 hôm, tức là canh góc rồi chọn góc rồi nọ, góc nào thì nó thể hiện được cái sự kiện này, nó thể hiện được cái sự kiện này. Có bạn nào đi biển số xe 8223 không ạ? 0371 ạ. Em mà hỏi ngoài kia giùm chị đi nhỉ. Hoặc đây cũng là một cái bức ảnh mà chụp một cái sự kiện ngập lụt, nhưng mà nó mang tính chất đường phố. Hoặc đây là chụp cái năm ngoái có xem cái trận tranh 3-4 của cúp ASEAN Cup ấy, với Việt Nam với UAE đó, tức là mọi người mình cố gắng mình canh cái khoảng khắc mà nó mọi người mừng hụt cái bàn thắng. Mình nghĩ là đấy là cái khoảng khắc nó thú vị nhất, chụp bằng cái góc rộng đó, thì để cho càng nhiều cái nhân vật thì càng thú vị. Thực ra chụp bóng đá cũng có nhiều cái thể loại chụp, hoặc là chụp mừng cũng là chụp, nhưng mà đôi khi mình hiểu được cái câu chuyện thì nó sẽ chụp những ảnh tốt hơn. Mình không lao ra đường chụp nhiều những cái ảnh mà mừng chiến thắng, đua xe, hú còi, tại vì mình nghĩ đấy, những cái nhân vật đấy nó không có yêu bóng đá thực sự. Còn những cái người mà thí dụ như mặc áo mưa không bỏ về, đứng dưới mưa cổ vũ bóng đá, thì đấy là cái tình yêu bóng đá thực sự.
rồi đấy là một số những cái kinh nghiệm của cá nhân mình. Thực ra ở đây có nhiều người có nhiều cái kinh nghiệm rất là thú vị, rất là nếu mà các bạn có một cái câu hỏi, có một cái trao đổi gì không? Đấy là không phải chỉ kinh nghiệm mình, đây là kinh nghiệm của cả những cái người đi trước mình xem và mình thấy nó khá giống với bản thân mình, cũng như một số cái thì của kinh nghiệm của bản thân mình thôi, nhưng mà cái đúc kết từ những cái người đi trước nữa chứ không phải của cá nhân mình. Thành ơi, thế bây giờ nếu mà các bạn không có cái câu hỏi nào thì bọn mình có thể với cái phần 2, tức là trao đổi thêm là cái chuyện mà chụp ảnh đường phố hay là chụp ảnh tư liệu ấy, cái quan niệm. Em xin cho ý kiến đầu này. Dạ vâng. Thì nếu mà trong em có tổ chức cuộc sống khá nhiều á, thì nếu như mà trong trường hợp mà các bạn không phải á, thì em đã từng gọi các bạn lại các bạn rất là nhiều, thì các bạn tới đây để làm gì? Không biết các bạn hỏi, mình tự hỏi các bạn, thế các bạn tới đây để làm gì? Thì các bạn tới đây làm gì thì nó cũng sẽ làm cho cái ví dụ là sự như bạn đấu đỏ chẳng hạn, bạn không hỏi thì bạn tới đây để làm gì? Em tới đây để nghe chia sẻ những kinh nghiệm về học hỏi rất nhiều thứ ở trong cái bức ảnh, để cho khi mình đi ra một chụp một bức ảnh thì sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm hơn và nhiều góc chụp tốt hơn, và con mắt của mình nhìn những người đi không trước thành thành này để giao đổi cái vụ rồi. Cho mình những cái tư duy tốt hơn. Thì bạn thấy mà có phải đặt câu hỏi gì không? Dạ, ví dụ như cái tấm hình này thì cái góc chụp khi người ta đang coi trước một màn hình lớn như vậy chạy ra chụp trong cái khoảnh khắc đó thì nó ảnh hưởng gì đến những cái người đang xem lúc này? Thực ra cái màn hình này nó đặt cao, cao hơn đầu người, cao khoảng 3 mét ạ. Mình thì có mét 7 thôi thì nó không làm che cái tầm nhìn. Nhất thứ hai là ở cái bức ảnh này thì mình quỳ xuống ngang với tầm mắt họ mình chụp. Lúc này anh không xem đá bóng hay là anh? Mình không xem. Cứ liếc tới liếc lui thôi, cũng có theo dõi cái tiến độ. Đây là cái quả phạt góc đánh đầu hụt. Không thành bàn thắng, nhưng mà cũng phải có theo dõi, nhưng mà mình cố gắng là mình thích xem lắm. Mình rất thích xem đá bóng, đặc biệt là có tuyển Việt Nam đá, nhưng mà hôm đấy cũng chụp đường phố rồi, cũng chả chụp cho ai cả, thì cố gắng là bỏ canh những cái lúc mà cổ động viên họ lên tới cái cao trào. Thì chú thì cái chụp ảnh đường phố này á, thì chú chụp cho vui hay là sao? Ý là con có hai câu hỏi. Một á là cái chụp ảnh đường phố này nó xuất phát chú từ cái chiều hướng, là cái cảm hứng là chụp cho vui hay là như thế nào? Còn cái câu hỏi thứ hai á là nếu mà chú đã chụp ảnh đường phố rồi thì nếu mà con thấy thì cũng có rất nhiều nhà tài trợ có hỏi chú chụp ảnh cho họ, thì chú nghĩ là với cái việc thì mình chụp ảnh đường phố như thế thì nó có tác động gì đối với lại cái việc chụp quảng cáo hay không? Ý là nó có ảnh hưởng có hai phần câu hỏi. Thứ nhất là cái chuyện chụp cho vui, đúng là chụp cho vui. Thực ra cái tâm tư này, cái suy nghĩ này nó không phải mình. Cái nhóm mà chụp ảnh của bọn mình khoảng mười mấy ông á, đều có cái suy nghĩ đấy. Tức là mỗi người nó quan niệm về cái việc chụp ảnh đường phố và tư liệu ấy, nó một cái mức độ khác nhau. Có ông chỉ là hobby thôi, nhưng mà có ông muốn mình lên một cái level mới, một cái mức chuyên nghiệp hơn. Có thể là sẽ đặt một cái target cho mình. Ở đây có nhiều bạn trẻ cũng chụp như mình đấy,
thì khoảng một năm lại cố gắng là làm cho mình một cái quyển sách ảnh cho cá nhân thôi, một sách ảnh cho mình, và mình nghĩ đấy là cái chuyện chuyên nghiệp hơn mà mình chưa làm được. Cũng có những cái bạn mà không ra sách ảnh hàng năm nhưng mà cố gắng là chụp những cái bộ ảnh gọi là chụp một cái chủ đề nào đó nhất định để ra một cái bộ ảnh. Ví dụ như bạn Trang lúc nãy mình có giới thiệu đó, đang rất có chụp khoảng vài năm rồi về lễ hội, rất có một cái mong muốn là ra một sau này sẽ có một quyển sách ảnh về lễ hội cho cá nhân mình. Thì mình nghĩ đấy cái level ấy nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Ở đây mình có trao đổi có một cái bạn cũng tham gia đang học nhiếp ảnh ở Úc, là bạn Đạt Vĩnh Trần, thì cũng có trao đổi với nhau về cái vấn đề đó, tức là cái vòng quy luật nó giống như một cái vòng tròn, cứ mình cứ luẩn quẩn chụp thời gian xong là thấy chán, cảm thấy quá nhàm chán với cá nhân mình thì lại phải có một cái gì đó thay đổi để lên cái vòng tròn mới, cái level nó sẽ cao hơn và cái tính chuyên nghiệp nó cao hơn. Thì nhưng mà sau đó lại chán, sau đó lại thay đổi, thì đấy là cái mình muốn nói. Thí dụ như muốn có nhiều người chụp thời gian cũng vì niềm vui xong rồi bỏ, rất nhiều người chụp tốt bỏ đi, nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu và có những cái bạn bè chụp trao đổi thành nhóm chẳng hạn, thế thì nó sẽ giải quyết được cái chuyện đấy, nó sẽ giúp cho mình nâng lên một cái tầm mới. Thì đấy cũng chính là cái nguyên nhân mà bọn mình xây dựng cái web và có những cái bài viết, có những cái phóng sự, có giới thiệu những cái nhiếp ảnh gia trẻ chụp giống bọn mình để cùng nhau gọi là hoạt động và tránh được cái chuyện gọi là những chuyện bỏ ngang đó. Cái thứ hai, phần thứ hai của câu hỏi là cái phần mà chụp commercial có nhiều cái làm giống như là gọi là KOL á, đúng không? Thì dĩ nhiên là ảnh hưởng khi mà review thiết bị, chắc chắn là sẽ chụp những cái bức ảnh nó sẽ phải long lanh hơn. Đó, phải long lanh hơn. Nhưng mà cá nhân mình vẫn chụp những cái bức ảnh mà nó mang cái tính chất đời sống, có cái thông tin, có cái nội dung tốt, và thực ra là bị chê khá nhiều. Đó thì đấy đấy là cái phần của mình. Vậy. Right.